Chào mừng các bạn đến với Manganime Official. Mình là Shin và đây là chuyên mục Tất Tần Tật, nơi chúng ta cùng đào bới mọi ngóc ngách của một chủ đề trong thế giới manga và anime. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về cuộc chiến vương quyền trong series Hunter x Hunter nhé. Lưu ý, video này có chứa nội dung chưa xuất hiện trong anime. Và nếu các bạn vào xem video này vì là fan của Hunter x Hunter thì không thể nào bỏ qua chiếc áo của hộ vệ hoàng gia Pitou mà mình đang mặc đây. Thêm vào đó, những đơn đặt hàng sau video này sẽ nhận được một bức tranh acrylic cực kỳ xịn sò, giống như là những bức tranh ở phía sau của mình đây. Và mình cũng sẽ tặng cho các bạn mã giảm giá 25% giá trị sản phẩm, cộng thêm với việc shop vẫn đang giảm giá lên tới 15% các sản phẩm, nên các bạn thoải mái mua sắm nhé. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Một trò chơi chết chóc đang diễn ra trên con tàu cá voi đen, 14 hoàng tử, 14 con thú niệm, quá nhiều vệ sĩ và chỉ có một người sẽ giành chiến thắng. Chào mừng các bạn đến với cuộc chiến vương quyền phần 2 của series tóm tắt Lục Địa Đen của Manganime. Nếu như các bạn chưa xem phần 1 những thông tin về Lục Địa Đen thì mình cứ để link ở phía góc trên bên phải của video để cho các bạn tiện theo dõi. Và trong phần 2 này, chúng ta sẽ khám phá một vấn đề rất lớn, rất quan trọng trong phần Lục Địa Đen này. Bởi vì không biết gì về V5 hoặc Hiệp hội Thợ Săn, chuyến đi này bỗng nhiên trở thành một chiến trường cho một cuộc chiến tranh giành quyền kế vị, hay mình gọi tắt là cuộc chiến vương quyền. Đây là một cuộc thi được tổ chức bởi hoàng tộc Kakin, những nhà tài trợ chính của cuộc hành trình đến Lục Địa Đen. Toàn bộ gia đình hoàng gia được đặt ở phần trên cùng của con tàu cá voi đen, hay còn được gọi là level 1, nơi có mức độ an ninh tối đa hoàn toàn khác biệt với phần còn lại của con tàu. Thứ nhất là vì đây là tầng của hoàng gia bao trọn gói chuyến đi, cũng là để không ai có thể làm gián đoạn cuộc chiến đã được lên kế hoạch rất tỉ mỉ này. Cuộc chiến vương quyền thực chất là một nghi lễ cổ xưa được tạo ra bởi vị vua đầu tiên của đế chế Kakin. Nghi lễ này đã được thực hiện bởi vì trong thời cổ đại, đế chế Kakin đã từng là một quốc gia rất yếu và thường xuyên có nguy cơ bị các quốc gia láng giềng nhấn chìm bất cứ lúc nào. Vì vậy, vị vua đầu tiên của Kakin đã nghĩ ra một phương pháp để đảm bảo sự bình yên và thịnh vượng của đế chế. Và giải pháp mà ông ấy tìm ra là cụ thể hóa ra một vật được gọi là trứng bảo bình, cho thấy rằng vị vua đầu tiên của Kakin có thể đã là một niệm nhân cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì vật được cụ thể hóa này vẫn tồn tại cho đến thời điểm hiện tại. Bản thân trứng bảo bình là một khả năng niệm loại ký sinh, có nghĩa là nó cần sự tương tác của những người khác để kích hoạt. Chỉ cần nhỏ vào trong bình một giọt máu để chứng minh huyết thống của mình, cùng với đó là tham vọng để nối ngôi vua, chiếc bình sẽ ban tặng một quả trứng cho người đó, và quả trứng đó sẽ trở thành một con quái thú niệm hoàn chỉnh khi bắt đầu cuộc chiến. Trong bộ truyện, những con thú niệm này cũng có thể được gọi là linh thú hộ mệnh hay hộ vệ thú linh, và mình sẽ dùng toàn bộ những cái tên này để gọi chúng. Ngoài những khả năng phi lý của các sinh vật hắc ám, trứng bảo bình là một trong những khả năng mạnh mẽ nhất mà chúng ta từng thấy, và đó là bởi vì nó có khả năng sinh ra vô số các khả năng niệm mới. Và trong cuộc chiến vương quyền này, nó đã tạo ra 14 linh thú hộ mệnh, mỗi con lại có sức mạnh độc đáo của riêng mình. Nhưng đương nhiên, sức mạnh niệm càng mạnh mẽ đến đâu thì cái giá phải trả lại càng lớn, và sẽ không thể nào tạo ra 14 con thú niệm vô cùng mạnh mẽ từ hư không được. Vì vậy, đương nhiên là sẽ có những điều kiện phức tạp cũng như các hạn chế để việc này trở nên khả thi. Hầu như là bọn mình chưa biết những điều kiện đó là gì, nhưng cũng có những điều kiện mà chúng ta đã biết là trước tiên, người nhận được thú niệm phải là hoàng tử của đế chế Kakin, một hậu duệ cùng chung huyết thống với vị vua hiện tại. Thứ hai, những con thú này được duy trì bởi khí của vật chủ. Về cơ bản có nghĩa là sinh lực của chúng được lấy từ sinh lực của những hoàng tử mà nó ám theo. Và thứ ba, chúng chỉ có thể được triệu hồi trong các điều kiện của cuộc chiến vương quyền, và sau cùng sẽ chỉ có một hoàng tử và một con thú niệm sống sót còn lại. Cuộc chiến này được sinh ra là để xác định và bồi dưỡng người lãnh đạo mạnh nhất, có khả năng tiếp tục phát triển đế chế Kakin trở nên hùng mạnh hơn nữa. Thêm nữa thì những con thú niệm này có hình dạng phỏng theo bản chất của vật chủ của chúng. Bản thân của các con thú niệm cũng có một số quy tắc của riêng chúng. Trước hết là chúng vô hình với tất cả những người tham gia cuộc chiến, bao gồm cả chính chủ nhân của nó. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể được nhìn thấy bởi những người dùng niệm khác. Thứ hai là linh thú hộ mệnh không thể chiến đấu và giết lẫn nhau. Và thứ ba là thú niệm không thể giết vật chủ của các thú niệm khác. Như vậy, các hoàng tử sẽ không thể giết đối thủ của mình bằng thứ vũ khí thú niệm ấy, thậm chí còn không thể nhìn thấy chính vũ khí của mình. Điều đó nghe thì có vẻ khá là phản tác dụng đối với một trò chơi sinh tử, nhưng thực ra là do cuộc chiến này được thiết kế để trở thành một cuộc chiến trong thầm lặng, phản ánh các chính sách của đế chế Kakin cấm bất kỳ hoàng tử nào giết những người anh chị em khác của mình, ngay cả trong cuộc chiến vương quyền. Vì vậy, mục đích là sử dụng những con thú niệm này cũng như bất kỳ nguồn lực nào khác mà họ có là để âm thầm ám sát các hoàng tử khác mà không làm liên lụy đến bản thân mình, không phải nhận trách nhiệm cho cái chết của người đó. Điều quan trọng đó là tất cả các hoàng tử phải tham gia cho dù họ có muốn hay là không. Đương nhiên là đa số các hoàng tử đều muốn kế vị và trở thành vua, nhưng đâu phải ai cũng như vậy đúng không? Và chúng ta sẽ bắt đầu danh sách của các hoàng tử với đại hoàng tử Benjamin và nhị hoàng tử Camilla. Có phải khi mới đọc đến phần này hoặc khi xem đến đoạn này của video thì các bạn cũng thắc mắc là tại sao Camilla là phụ nữ mà lại được gọi là hoàng tử chứ không phải là công chúa? Thì mình cũng xin giải thích luôn. Trong đế chế Kakin, hoàng tử là một thuật ngữ phi giới tính nên tất cả những người con của vua đều sẽ được gọi là hoàng tử. Và lý do mà mình ghép hai người này lại với nhau là vì những vị hoàng tử này có lợi thế khác biệt so với những người khác, đó là họ đều đã biết sử dụng niệm trước khi cuộc chiến diễn ra. Đặc biệt là thậm chí Benjamin còn có một đội quân của riêng mình đới đầy những niệm nhân. Khả năng niệm của Benjamin được gọi là Benjamin Bayton và nó cho phép anh ta thừa hưởng khả năng niệm của những người lính của mình sau khi họ chết. Có khả năng là số lượng khả năng niệm mà anh ta nhận được sẽ bị giới hạn bởi số lượng ngón tay của anh. Nhưng dù bằng cách nào thì nó cũng biến anh ta thành một kẻ khá mạnh với nhiều khả năng niệm có thể được sử dụng ở phía sau của cuộc chiến. Khả năng niệm của Camilla có tên là Cash Name có sức ảnh hưởng cực lớn đến toàn bộ cuộc chiến vương quyền này. Khả năng của nó là khiến cho cô ta không thể nào chết được, bởi vì nếu có ai đó giết Camilla thành công thì nó sẽ kích hoạt một khả năng phản công sinh ra từ con mèo thú vị này, hút sinh lực từ kẻ sát nhân và sử dụng nó để hồi sinh Camilla từ cái chết. Vì vậy sẽ không thể nào giết cô ta theo cách thông thường. Vì vậy mình nghĩ rằng Camilla cũng sẽ là một nhân tố có thể tồn tại lâu dài trong cuộc chiến. Linh thú hộ mệnh của Camilla thuộc hệ kiểm soát, có thể thao túng các đối tượng khi đáp ứng một số điều kiện nhất định. Nhưng mà điều kiện đó là gì thì mình cũng không rõ. Thú niệm của Benjamin lại là một bí ẩn hoàn toàn, nhưng nó chắc chắn là một thứ gì đó mà mình không muốn trải nghiệm. Một thứ mà Bansamiko, đội trưởng đội hộ mệnh của Benjamin đã cho rằng nó xứng đáng với vị vua tiếp theo của Kakin. Ngoài ra thì dù sở hữu khả năng dùng niệm nhưng Benjamin cũng không thể nhìn thấy thú niệm của mình, có lẽ là vì anh ta là một hoàng tử. Vị hoàng tử tiếp theo của chúng ta là tam hoàng tử Gian Lê, một người rất kiên nhẫn và có tính ngoại giao cao. Anh ta không hề khát máu như nhiều anh chị em của mình, dường như thích tìm ra giải pháp hòa bình cho bất kỳ vấn đề nào mà anh ta gặp phải. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Gian Lê sẽ ngần ngại giết người một cách tàn bạo nếu cần thiết. Linh thú hộ mệnh của anh ta là một trong những con thú niệm khó hiểu nhất trong cuộc chiến. Nó mang hình dạng của chiếc vòng luân xa, một biểu tượng của Phật giáo đại diện cho giáo lý nhà Phật và ý thức về trật tự đạo đức phổ quát. Và đương nhiên, hình dạng của nó cũng là một trong những linh thú hộ mệnh hiền lành nhất và khả năng của nó là tạo ra những đồng tiền nhỏ. Một trong những vệ sĩ của Gian Lê đã suy đoán rằng những đồng tiền này có thể được sử dụng để đổi lấy lợi ích từ thú niệm. Tuy nhiên, bản thân anh ta lại giữ một giả thuyết hoàn toàn khác, suy đoán rằng những đồng tiền này được cho là được trao cho toàn bộ người dân Kakin, ban cho đế chế một sức mạnh có thể củng cố quyền thống trị của anh ta, có khả năng biến anh ta thành vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử. Điều đó thật tuyệt nếu anh ta thực sự trở thành vua, nhưng lại nảy sinh vấn đề là nếu đúng như vậy, linh thú hộ mệnh của anh ta sẽ là một trong những con thú niệm kém hữu dụng nhất trong cuộc chiến thực sự này. Dù sao đi nữa thì nó thực sự là đại diện hoàn hảo cho tam hoàng tử, bởi vì anh ta không hề thích những hành động bạo lực, từ đó thú niệm của anh ta sẽ thích ứng với điều này bằng cách không sở hữu bất kỳ sức mạnh chiến đấu nào. Tiếp theo chắc chắn là tên tứ hoàng tử, kẻ bệnh hoạn và là kẻ xấu xa nhất theo nghĩa đen trong số các hoàng tử. Serenic là một kẻ đam mê nghệ thuật kinh dị với tác phẩm mà hắn sở hữu chủ yếu bao gồm các bộ phận của cơ thể, đặc biệt là cơ thể của phụ nữ trẻ. Hắn sẽ dụ họ vào phòng rồi sau đó giết họ một cách dã man vì mục đích nghệ thuật của bản thân. Một trong những đặc điểm tính cách cốt lõi của Serenic là lòng căm thù phụ nữ nói chung, đặc biệt là những người mà hắn gán theo cái danh là những người phụ nữ không trung thực, và hắn cũng có xu hướng coi họ là vật nuôi hơn là con người. Linh thú hộ mệnh của hắn phản ánh điều này bằng cách mang hình dạng của một loài động vật có xương với đầu thì là của một người phụ nữ. Hơn nữa, khả năng của con thú có liên quan trực tiếp đến việc nói dối. Nếu ai đó nói dối Serenic 3 lần, con quái vật sẽ kích hoạt năng lực và người đó sẽ không còn là con người. Trong số tất cả các hoàng tử, Serenic chắc chắn là ứng cử viên tồi tệ nhất để trở thành vua của Kakin. Thực ra thì cũng rất đáng tiếc, bởi vì hắn cũng là một thiên tài dùng niệm bẩm sinh, vượt qua cả hai thiên tài là Gon và Killua. Đúng là chúng ta chưa bao giờ thấy một người có năng khiếu bẩm sinh hay một người sử dụng niệm có khả năng vượt qua anh chị em của mình chỉ trong vòng vài ngày sau khi phát hiện ra rằng niệm có tồn tại. Trong thời gian ngắn này, hắn cũng thể hiện khả năng hoàn toàn riêng biệt của mình với khả năng của thú niệm, với việc có thể nhìn thấy 10 giây trong tương lai. Hơn nữa, hắn cũng thuộc hệ đặc chất, có nghĩa là khả năng của hắn chỉ bị giới hạn bởi động lực và mong muốn cá nhân của hắn mà thôi. Tiếp đó là ngũ hoàng tử, cô đã cống hiến cho thế giới khoa học và giữ cho mình sự khiêm tốn hơn tất cả. Đó là lý do tại sao cô ấy cực kỳ coi thường những người anh người chị mà chúng ta đã đề cập đến ở trên, bởi vì họ là người xấu. Và vì vậy, kế hoạch của Tubepa là giết 4 hoàng tử đầu tiên và làm hòa với những người em còn lại của cô ấy. Nhưng đáng buồn thay, những lời thề và những hạn chế cần thiết để tạo ra cuộc chiến vương quyền sẽ không bao giờ cho phép viễn cảnh đó xảy ra. Thú niệm của Tubepa là một con vật giống như là tắc kè, có khả năng thuộc hệ biến hóa và hoạt động theo kiểu cộng tác với điều kiện cần là một đối tác. Nó có thể tổng hợp các loại thuốc và hóa chất khác nhau với đủ loại tác dụng trong cơ thể. Có thể do thừa hưởng bản chất từ vật chủ, thần thú hộ vệ này được cho là cực kỳ thận trọng đến mức hoàn toàn không xuất hiện trước mặt những người lính của Benjamin. Lục hoàng tử Tyson là một nhà lãnh đạo của một giáo phái kỳ quặc, người hoàn toàn phản đối bạo lực và tin rằng tình yêu sẽ thay đổi thế giới này. Và dù vẫn còn trẻ, nhưng ở độ tuổi này, cô đã có cho mình một cuốn sách những giáo điều của giáo phái với cái tên là Sách của Tyson. Linh thú hộ mệnh của cô cũng được kết nối trực tiếp với loại sách này, vì nó tạo ra một loạt những con thú niệm nhỏ bằng con thằn lằn bám vào người và hút lấy khí của họ, đổi lấy việc trao cho người đó hạnh phúc. Nhưng mức độ hạnh phúc được trao cho cũng có tương quan trực tiếp với mức độ mà người đó nghiên cứu cuốn sách của Tyson. Những bạn nào đã xem qua video phần 1 thì có lẽ sẽ không thấy lạ mấy khi năng lực này khá giống với một trong 5 thảm họa, chính là Pap, kẻ hút lấy sinh lực để đổi lấy khoái cảm cho nạn nhân. Mục tiêu thú niệm của Tyson đó là tích lũy một lượng lớn khí. Tuy nhiên, giống với thảm họa, để đổi lấy hạnh phúc thì phải mất một cái gì đó. Là nếu bất cứ ai phá vỡ lời dạy của Tyson, họ sẽ phải chịu một hình phạt nghiêm khắc, và đó có vẻ như là một điều mà chúng ta không muốn đối mặt một chút nào. Thất hoàng tử không phải là người có đầu óc nhạy bén nhất, tuy nhiên anh ta có vẻ là một chàng trai khá tuyệt vời, quan tâm đến việc giúp đỡ mọi người. Cụ thể là anh ấy nghĩ ra một kế hoạch chữa trị cho những người bị nghiện ma túy bằng cách sử dụng lá sạch của Baso, nên có lẽ anh ta là một anh chàng tốt bụng, ít nhất là trong số các hoàng tử. Nhưng anh ta cũng tình cờ là ân nhân chính của một trong 3 gia đình mafia trong đế chế Kakin. Linh thú hộ mệnh của Luzurus mang hình dạng của một sinh vật giống như là con rết khổng lồ. Nó thuộc hệ cụ thể hóa và giả vờ như là thuộc hệ kiểm soát, với khả năng đặt bẫy bằng cách hiện thực hóa bất cứ thứ gì mục tiêu muốn để làm mồi nhử. Khi mục tiêu thỏa mãn mong muốn của họ, cái bẫy sẽ được bung ra và khả năng được kích hoạt. Vì thú niệm được tạo ra ứng với tính cách của Luzurus, vì vậy có thể sự ngốc nghếch và tốt bụng mà anh ta trưng ra chỉ là một cái bẫy mà thôi. Bát hoàng tử Salé-salé là một kẻ bị ám ảnh bởi tùng dịch vô mục đích, sống mà không biết gì khác ngoài việc đu đưa. Linh thú hộ mệnh của anh ta thuộc hệ kiểm soát với khả năng điều khiển yếu ớt nhưng lại có thể ảnh hưởng đến một số lượng lớn mục tiêu. Nó gắn liền với ham muốn của anh ta và nó tồn tại suốt ngày ngoại trừ 3 tình huống. Nó liên tục nhả ra một làn khói trắng từ miệng có sức mạnh làm trao đảo những ai hít phải nó, khiến họ dần yêu quý tên bát hoàng tử này. Khi hít phải một lượng khói nhất định, một bản sao nhỏ bé của thần thú hộ mệnh hình thành trên đầu của mục tiêu. Bản sao này cũng phát ra một làn khói trắng trong phạm vi nhỏ hơn, biến người bị ảnh hưởng thành người mang mầm bệnh và cũng có thể khiến người khác bị ảnh hưởng theo hướng có lợi cho tên này. Chỉ người dùng niệm mới thấy được làn khói và bản sao của thú niệm, giống như là chính thần thú hộ mệnh, và để vô hiệu hóa năng lực này chỉ cần không hít phải khói là được. Tuy nhiên, thần thú hộ mệnh của anh ta không có khả năng nào cho phép nó tự vệ và Salé-salé đã lãng phí nó vì anh ta đã chết, bị sát hại một cách khá dễ dàng bởi một trong những người lính của hoàng tử Benjamin. Anh ta chắc chắn là thí sinh thảm hại nhất trong cuộc chiến vương quyền này, thảm hại hơn cả những đứa bé không thể tự vệ. Ok, hãy cùng đến với hoàng tử thứ 9, Halkenburg. Anh ấy là một người theo chủ nghĩa hòa bình đồng cảm, người thực sự quan tâm đến gia đình và cấp dưới của mình. Thực ra là anh đã bị lừa tham gia vào cuộc chiến khi không biết rằng đây sẽ là một trò chơi sinh tử. Vì vậy, để ngăn chặn chiến tranh và bảo vệ anh chị em của mình, Halkenburg sẵn sàng đổ súng giết cha của mình. Tuy nhiên, linh thú hộ mệnh của vua Nasubi đang ngăn cản viên đạn, khiến của hoàng tử sau đó cố gắng nhưng cũng bất thành. Viên đạn của anh đã bị chính con thú niệm của anh chặn lại trong một khoảnh khắc mà bất cứ fan nào của Jojo nói chung và fan của Jotaro nói riêng không thể nào không nhận ra. Linh thú hộ mệnh của Halkenburg thiên về hỗ trợ nhiều hơn, nó đánh dấu những người thực sự trung thành với cửu hoàng tử và tăng cường lượng khí của họ. Và không chỉ vậy, nó còn có tác động nhân sức mạnh của họ lên bất cứ khi nào mà các vệ sĩ của Halkenburg tập trung lại với nhau. Khi hợp thành một nhóm thì họ trở nên mạnh mẽ đến mức đã có người đặt ra giả thuyết rằng một số ít các vệ sĩ của Halkenburg cũng có thể đánh bại toàn bộ quân đội của hoàng tử Benjamin. Halkenburg cũng là một trong những hoàng tử hiếm hoi gần đây đã phát triển khả năng niệm cá nhân của riêng mình, được gọi là mũi tên sở hữu, một đòn tấn công không thể bị chặn đứng, được cho là bất khả chiến bại trong cuộc chiến 1 chọi 1. Sau khi bị trúng một mũi tên, mục tiêu bị tiêm vào ý thức của một trong những vệ sĩ của Halkenburg. Vì vậy về cơ bản, đó là một đòn giết một người và người vệ sĩ nói trên sẽ kiểm soát cơ thể của nạn nhân. Halkenburg là người đàn ông thực sự tốt bụng, tuy nhiên có vẻ như là số phận của anh ta theo cuộc chiến này được thiết lập để trở nên khá bi thảm. Tiếp đó là hai chị em song sinh thập hoàng tử Kacho và thập nhất hoàng tử Fugetsu. Những người đã cố gắng bảo vệ lẫn nhau bởi vì giữa họ có một mối liên kết mạnh mẽ. Hai chị em này lớn lên cùng nhau, cùng có cho mình một mối quan hệ gia đình điển hình, điều khá hiếm trong đế chế Kakin này. Linh thú hộ mệnh của Fugetsu khá là trừu tượng, nó là một sinh vật được cho là cánh cửa bí mật và sức mạnh của nó có thể đưa Fugetsu và Kacho đến bất kỳ địa điểm nào, nhưng nó chỉ có thể được mở bởi Kacho. Và không may là điểm đến của nó vẫn bị giới hạn ở cuộc chiến vương quyền. Khi Kacho và Fugetsu cố gắng trốn thoát khỏi cuộc chiến, Kacho đã bị giết bởi những bàn tay ma quái như là tinh linh. Tuy nhiên, chính cái chết của cô đã kích hoạt linh thú hộ mệnh của Kacho, thứ chỉ được kích hoạt khi Kacho hoặc là Fugetsu chết. Khi đó con thú sẽ giả dạng hình dạng của người đã chết và ở cùng với người kia để bảo vệ họ. Vì vậy có thể nói rằng giờ đây Fugetsu sở hữu tới hai con thú niệm. Tiếp đến là thập nhị hoàng tử Momoze. Nhân vật này cũng khá là ít xuất hiện, chúng ta không biết nhiều về cô ấy, nhưng qua ngoại hình thì mình đoán rằng cô gái này cũng có thể là sẽ hiền lành và đáng yêu. Linh thú hộ mệnh của cô thì là một con chuột khá khó chịu, nó sẽ liên tục hỏi mục tiêu xem họ có rảnh không, và một khi ai đó chót nói có, con chuột sẽ kiểm soát họ ngay lập tức. Tiếc rằng Momoze đã bị sát hại bởi chính vệ sĩ của mình là Tappi để giành lấy sự yêu ái của người cuối cùng trở thành vua. Tuy nhiên điều này đã phản tác dụng khi hắn ta sau đó cũng đã bị Hanzo giết chết, giống hệt như là cách mà anh ta sát hại Momoze. Và vì Momoze là hoàng tử đầu tiên qua đời, điều này trực tiếp dẫn chúng ta đến một bước ngoặt khá quan trọng. Thi thể của cô được đưa đến phòng chôn cất của hoàng tử, một căn phòng bao gồm 14 thứ giống như là quan tài vậy. 14 là một con số thú vị vì trên lý thuyết chỉ có 13 hoàng tử chết trong cuộc chiến này. Vì vậy, quan tài thứ 14 được thiết kế cho ai thì chúng mình hiện vẫn chưa được biết. Nhưng đây cũng có thể là một phần trong kế hoạch lớn hơn của vua Nasubi. Có thể ông ta sẽ muốn hy sinh tất cả những đứa con của mình để đổi lấy một thứ sức mạnh hoàn toàn điên rồ. Hoặc cũng có thể chiếc quan tài cuối cùng là của chính vua Nasubi, bởi vì một khi vị vua mới được chọn ra thì vị vua cũ cũng sẽ phải qua đời. Ok, rồi chúng ta hãy cùng đến với thập tam hoàng tử, một đứa trẻ thích trò chơi điện tử và nuôi một chú chuột hamster. Đó là tất cả những gì mà chúng ta biết về cậu nhóc này. Linh thú hộ mệnh của cậu dường như thu nhỏ và lớn lên tương quan với cảm xúc của chính cậu, Marayam, đặc biệt là nó trở nên thù địch hơn rất nhiều sau cái chết của chị gái cậu. Nó cũng bị nghi ngờ là chịu trách nhiệm đặt một rào chắn xung quanh phòng của Marayam, đưa bất cứ ai cố gắng vào nó vào một căn phòng hoàn toàn khác. Vì vậy, Marayam đang được bảo vệ khá là tốt. Và cuối cùng là thập tứ hoàng tử Wobble, một đứa nhóc sơ sinh hoặc hơn sơ sinh một chút, hầu như luôn được mẹ là nữ hoàng Oito nâng niu. Vào thời điểm mà video này ra mắt thì linh thú hộ mệnh của Wobble là thứ duy nhất vẫn chưa lộ diện. Tuy nhiên theo ý kiến của mình, cô nhóc này sẽ sở hữu một thú niệm cực mạnh. Hoàng tử Wobble hiện đang được Kurapika là vệ sĩ và anh ấy đã thề sẽ bảo vệ cô nhóc bằng mọi giá. Tuy nhiên khá là căng cho Kurapika vì mặc dù không phải là hoàng tử của Kakin nhưng anh đã nhanh chóng trở thành nhân vật trung tâm của toàn bộ cuộc chiến vương quyền, thứ mà chúng ta sẽ khám phá thêm trong phần 3 của series này. Và vừa rồi là một số thông tin cơ bản về cuộc chiến vương quyền trong series Hunter x Hunter mà chúng mình muốn đưa đến cho các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại một like, share và một subscribe cho Manganime Official. Chúng mình làm ra được nhiều video hay hơn nữa trong tương lai. Và cũng bởi vì miễn phí mà. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!